Chào mừng quý vị quay trở lại với tạp chí ngân hàng tuần này trên kênh truyền hình FBNC. Thưa quý vị, tiếp theo là chuyên mục Khách hàng hỏi ngân hàng trả lời. Và trong tạp chí số ra kỳ này, chúng tôi xin mời quý vị cùng đến với những tư vấn từ đại diện của ngân hàng về sự khác nhau cơ bản giữa các loại thẻ ngân hàng cũng như cách thức bắt đầu sử dụng những loại thẻ này. Thẻ ghi nợ khác thẻ thanh toán và thẻ trả trước ra sao? Thẻ ghi nợ là cái loại thẻ gắn với tài khoản thanh toán Việt Nam đồng do ngân hàng phát hành. Thì đối với thẻ ghi nợ thì khách hàng có thể sử dụng ở các máy ATM để mà rút tiền hoặc thực hiện các dịch vụ thanh toán. Thẻ tín dụng là loại thẻ là được cấp một cái hạn mức tín dụng trên cái thẻ đó và khách hàng có thể sử dụng thẻ tín dụng để thanh toán ở các cái máy chấp nhận thẻ tín dụng do các tổ chức quản lý thẻ như là Mastercard hay Visa card để mà thực hiện các cái thanh toán không dùng tiền mặt. Thẻ trả trước là cái loại thẻ gắn với cái tài khoản thẻ, và đối với loại thẻ này thì khách hàng phải bỏ tiền vào thẻ và chi tiêu đến cái số tiền bỏ vào, và khách hàng không cần phải duy trì số dư tối thiểu. Thì đối với loại thẻ trả trước thông thường các ngân hàng họ sử dụng cho các cái mục đích là thẻ gift card, thẻ quà tặng hay là thẻ đồng thương hiệu. Nên đổi mã pin thẻ như thế nào để tránh rủi ro bị sao chép thông tin? Đối với thẻ ghi nợ là khi khách hàng ngân hàng phát hành cho khách hàng thẻ ghi nợ thì họ sẽ được cấp một cái mã pin, và sau đó khách hàng sẽ tiến hành đổi cái mã pin ở trên máy ATM của ngân hàng, và sau đó họ có thể sử dụng để rút tiền mặt hoặc là thanh toán ở các cái điểm mà có chấp nhận thẻ ghi nợ nội địa hay là thẻ ghi nợ quốc tế. Còn đối với thẻ tín dụng là ngân hàng sẽ cấp cho khách hàng một cái hạn mức tín dụng theo tùy theo vào cái năng lực tài chính của khách hàng, và sau đó khách hàng cũng có một cái mã pin thì khách hàng cũng phải thực hiện đổi cái mã pin trên thẻ tín dụng, và sau đó khách hàng có thể sử dụng ở tất cả những cái máy chấp nhận thanh toán thẻ tín dụng trên toàn cầu hoặc là trong Việt Nam. Đối với vấn đề mà mã pin cho các cái loại thẻ mà do ngân hàng phát hành cho khách hàng thì hiện nay ở Việt Nam thì theo mình khách hàng là hết sức chủ quan trong cái mã pin này. Có rất là nhiều người chọn cái mã pin trùng với ngày tháng năm sinh hoặc là những cái con số dễ nhớ, ví dụ như 1234. Thì thông thường khi các cái đối tượng mà gian lận thẻ họ lấy sao chép thông tin thẻ đó thì họ sẽ thử dựa trên các cái thông số mà về cá nhân đó, vì trong cái thông tin thẻ nó sẽ lưu tất cả những cái thông tin về cá nhân đó. Thì nếu chúng ta để những ngày tháng năm sinh hoặc là năm sinh hay là những cái số dễ nhớ thì rất là dễ cho các cái người mà lấy cấp thẻ để họ thực hiện giao dịch rút tiền và chúng ta sẽ mất tiền. Do vậy đối với mã số cá nhân là chúng ta hết sức lưu ý đặt những cái con số mà tương đối tách rời với những cái số mà gần gũi với các cái thông tin cá nhân của chúng ta. Thứ hai nữa là khi thực hiện mà đổi mã pin tại các ATM thì chúng ta nên hạn chế cho các đối tượng xung quanh quan sát và thấy. Tuyệt đối không giao cái số mã pin đó cho những cái người không quen biết, hay là giao thẻ cho những người không phải là chủ thẻ để mà thực hiện các giao dịch rút tiền. Thì sau này họ chỉ cần copy cái thông tin trên thẻ chúng ta và họ làm giả ra các cái thẻ thì họ sẽ tiến hành rút tiền và chúng ta sẽ mất tiền. Thưa quý vị vừa theo dõi chuyên mục Khách hàng hỏi ngân hàng trả lời tuần này. Mọi thắc mắc cần giải đáp về cách thức giao dịch tại ngân hàng, về dịch vụ hoặc chính sách trong ngành ngân hàng, xin quý vị vui lòng gửi vào hộp thư tạp chí ngân hàng fbnc@gmail.com. Chúng tôi sẽ lần lượt đề nghị các ngân hàng hỗ trợ giải đáp đến quý vị trong các tạp chí ngân hàng số ra hàng tuần.
quý vị, sau một thời gian cân nhắc về việc điều chỉnh lãi suất, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed đã đưa ra tín hiệu có thể nâng lãi suất vào tháng 6. Động thái này ngay lập tức tác động đến xu thế tăng của đồng đô la. Nhiều chuyên gia kinh tế nhận định không ít doanh nghiệp tại đây sẽ gặp nhiều khó khăn hơn trong thời gian tới nếu đô la Mỹ tiếp tục tăng giá. Trong biên bản ở cuộc họp tháng 4 của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed được công bố vào trung tuần tháng 5 vừa qua, khả năng nâng lãi suất trở lại đã được đề cập đến khi các nhà làm chính sách cho rằng sức khỏe của nền kinh tế Mỹ đang trên đà hồi phục tốt. Động thái này có thể sẽ được thực hiện vào tháng 6 hoặc tháng 7 năm nay. Phản ứng ngay sau thông tin này thì đô la Mỹ đã tăng tốc trở lại sau khi đã chạm mốc thấp nhất trong 16 tháng vào hồi đầu tháng 5 vừa qua. Tình trạng này ngay lập tức ảnh hưởng đến nhiều doanh nghiệp Mỹ, vốn chỉ vừa có những dấu hiệu hồi phục nhờ xu thế giảm của đồng đô la trong suốt 2 năm trở lại đây. Hiện tại, đô la Mỹ đang tăng lên so với các tiền tệ chủ chốt khác trên thế giới với khả năng có thể sớm nâng lãi suất của Fed. Theo nhận định của cơ quan này, thì hai yếu tố tích cực là thị trường lao động và đà tăng của lạm phát đang cho thấy kinh tế Mỹ đã có những chuyển biến tốt hơn. Kể từ khi chạm mức thấp vào đầu tháng 2, thì tính đến nay đồng đô la đã tăng 2,9% trong rổ các tiền tệ chủ chốt trên thế giới. Chính diễn biến này đã tác động không nhỏ đến tình hình lợi nhuận của các doanh nghiệp Mỹ. Nếu như trước đó thị trường tỏ ra lạc quan trước sự chần chừ của Fed trong việc điều chỉnh lãi suất, đến thời điểm này khi quyết định nâng lãi suất không còn xa nữa, thì áp lực đã đè nặng lên đồng đô la và qua đó dẫn đến những tác động trực tiếp lên giá dầu và các thị trường mới nổi. Theo nhận định của nhiều chuyên gia, xu thế tăng của đồng đô la sẽ làm giảm khoảng 1% lợi nhuận của các công ty Mỹ trong năm nay. Trước đó vào thời điểm tháng 12 năm ngoái, khi Fed thực hiện nâng lãi suất lần đầu sau gần một thập kỷ, thì đã có khoảng 40% các công ty Bắc Mỹ cho rằng chính tình trạng tăng giá của đô la Mỹ đã tác động tiêu cực đến tình hình kinh doanh quý tư năm 2015. Theo đó, bình quân số tiền mỗi doanh nghiệp bị thiệt hại do đô la tăng giá là 217 triệu đô la, ứng với mức giảm 0,07 đô la lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu. Ngoài ra, trên các sàn chứng khoán, việc đô la Mỹ tăng trở lại sẽ khiến cho việc nắm giữ cổ phiếu thuộc các nhóm ngành như là năng lượng, công nghiệp và công nghệ trở nên không còn thích hợp, khi đây đều là những nơi có doanh thu phụ thuộc nhiều từ thị trường nước ngoài. Trong đó, xu thế tăng của đồng đô la sẽ gây áp lực nhiều nhất đến ngành công nghiệp và những công ty lớn có quy mô hoạt động trên toàn cầu. Theo ước tính của tổ chức S&P Capital, thị trường nước ngoài chiếm đến 47,8% tổng doanh thu của các công ty trong rổ chỉ số S&P 500. Trong đó, công ty công nghệ Micron Technology dẫn đầu với 84,4% doanh số đến từ thị trường nước ngoài. Tiếp theo sau là Nvidia Corp với 83,1% và SanDisk Corp là 82,8%. Ngoài ra, công ty bảo an Origin PLC cũng có doanh thu từ thị trường quốc tế là 81,4%, đạt tỷ lệ cao nhất trong số các công ty không nằm trong lĩnh vực công nghệ. Nhiều chuyên gia kinh tế cho rằng một khi động thái nâng lãi suất của Fed trở nên rõ ràng hơn, thì họ sẽ chủ động chuyển hướng tư vấn cho khách hàng của mình sang nắm giữ sản phẩm trái phiếu đô thị hoặc các tài sản khác nhằm tránh bị ảnh hưởng bởi sự biến động của đồng đô la Mỹ. Quý vị vừa theo dõi phần 2 của tạp chí ngân hàng kỳ này và trong phần tiếp theo, chúng tôi mời quý vị cùng theo dõi những thông tin đáng chú ý. ECB vẫn còn quá sớm để thêm gói kích thích mới cho Eurozone. Ngân hàng Trung ương Anh bảo vệ quan điểm không rời EU.